chào cả nhà, hiện nay tôi đang trên đường di chuyển qua nhà máy thủy điện Trị An để đi đến khu du lịch đảo Ó Đồng Trường. Đây là hai hòn đảo nằm tách biệt trong lòng hồ Trị An, thuộc địa phận thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai khoảng 30 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Để lên đảo bạn phải di chuyển bằng tàu cano trong khoảng thời gian gần 20 phút. Anh xem cái tàu này đủ rồi, chuyển qua kia bớt đủ. Và đây cũng là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời và đầy phấn khích. Bạn được ngắm bầu trời non nước của lòng hồ Trị An, được du linh trên mặt nước với tiếng sóng vỗ mạn huyền, nghe những cánh gió thi nhau đánh động không trung, đắm mình trong ánh nắng nhẹ với hơi nước bốc lên từ lòng hồ, cho bạn một cảm giác khoan khoái bình yên. Thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị. Bờ bên kia sang bờ đây mấy cây, gần 10 cây hả? Bên kia nó có những dịch vụ ít.